Anh em gạo nếp rang nhá. Tối nay đi chiến ở trên hồ câu lâm trường, xem có được gì không em nhá. Gạo nếp rang, ốc, ok, chơi chay luôn. Đó, bây giờ chút nữa mình quay em mà đảo gạo rang nếp vàng rồi nhá. Thế đó, xém chút xem hôm nay đi có được cái gì không anh em nhé. 10k gạo nếp, cái chảo thì bỏ ra ngoài rồi nhưng mà vẫn còn nóng, nhưng mà không đảo thì sợ nó cháy nhá, nên là vẫn phải đảo. Đấy, anh em nhìn nó vàng đều hết rồi nhá. Chấm đen, chép, chấm trắng. Con nào vào thì xào con ý. Chỉ sợ đen thôi chứ còn đỏ thì quên đi. Anh em hả? Ok. Rồi, một món thôi. Ra đến hồ thì chút chuẩn gì thì quay anh bà em con, xem. Anh em, hai anh em vừa đến hồ nhá. Đây là hồ câu lâm trường anh em nhá. Anh em đánh đến 12 giờ hơn thì sẽ nghỉ. Đó, đây là hồ câu lâm trường. Hồ này thì rất xin là đông người câu anh em ạ. Anh em bây giờ mới đi trộn mồi nhá. Bạn ơi, mẻ đằng này không lên cá. Cù dưa kìa. Cùi sóng á. Mẹ này không đi rồi. Có đúng một con. Mẹ này chết hết à? Chưa có mỗi ổ đấy được à? Và đằng này rụng răng hết luôn. Ổ đấy phải lên 30 con á? Ui vãi đài. Từ chỗ áo đỏ hất lại đằng bên bên kia mới lên cá. Ui, thế cơ. Đang định đánh ở ổ của ông chú này, ông bảo không ăn. Cảm ơn nhé. Quay xem. Chú biết đánh chỗ nào. Cá khách thả đây à? Hay đang lâm nó thả? Ôi, mình biết mình đi nhiều anh cho một cái gì cóc để mình gặp. Một gạo đây. Không để anh nhiều. Đây. Nó ốc trên lưng nhỉ? Vâng. Thank you.
nhặt ít ốc xiêm linh. Năm cân ốc lửa xay lửa không. Nhà em tối rồi anh em nhá. 7 giờ tối. Mới đang chuẩn bị ra cần anh em nhá. Bảy rưỡi mới thả mồi anh em nhé. Chỗ này không phải là chỗ đồ mồi đâu, chỗ đồ mồi ở kia, chỗ này chỗ nhà hàng xóm à? Chỗ mồi rửa tay. Mẹ, đến chỗ béo rồi chỗ. Anh Lâm đây. Xem mấy giờ. Éo mẹ, cuối cùng loanh quanh mãi mới đổ mồi. Đéo vào được. Được rồi. Đây mày. Bây giờ mới đổ mồi anh em. Hơn 8 giờ tối rồi bây giờ mới đổ mồi. Chả nhìn cái gì đâu.